Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Các bác ơi, có rất là nhiều anh em hỏi em là về một chú Minon khi mà nuôi sau vào 2-3 năm nó sinh như thế nào anh em nhé. Thì hôm nay em vừa mua được một chiên bản một chú chim họa Minon này, non chính hiệu luôn anh em nhé, nuôi 2-3 năm rồi. Nhưng mà cái đây cho các bác xem luôn con nhé, rồi em sẽ nói từng cái một. Thật ra đây là chú họa Minon này con này, nó thuần lắm anh em ạ, nhưng nuôi 2-3 năm rồi, những con này xòe thả được anh em nhé, thả được và nó hót rất tốt, nó không sợ chim khác đâu. Nó thuần thôi ạ. Đây em treo đây nha anh em nhé. Đây em treo đây. Đấy, cái ưu điểm của chú họa Minon này, khi mà chúng ta nuôi non lên ấy, thì chúng ta có thể thả được anh em ạ. Thả được, và cái thứ hai là con họa Minon này nó rất là thuần, nó không sợ người anh em ạ. Nhưng cái nhược điểm nó là khi mà như nhà em như này các bạn này, nhà em như này thì nó quá là nhiều chim, thì con chim đàn thì nó hay đè nhau, nên là những con họa Minon này về nha phải mất một thời gian hơi tương đối là dài thì con chim nó mới có lửa được anh em ạ. Đấy, em thử 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 gọi nó nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, em vẫy tay nó còn há mồm mà. Bây giờ nhá. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là yêu đúng không ạ? Đấy. Nhưng con này nhá, ở nhà em ấy, ở nhà người ta nó hót như một con chim rừng luôn anh em ạ, nó nhiều giọng đến mức độ như vậy mà. Thì bây giờ em thử dí vào con chim khác nha các nhá, em thử dí vào con chim khác xem. Đây là nó đây, nó đây nha anh em nhá, để đây. Con này xòe đẹp lắm anh em ạ, ở nhà người ta em có cái video thả của nó cực kỳ là tuyệt vời luôn, lát nữa thì sẽ chia sẻ cho anh em xem cái video thả của nó nhá. Thì đây có một con chim trống khác này, không biết là nó có ấy không. Đây các bác nhìn này, đấy, đuôi xòe này, xòe đẹp luôn anh em này. Xòe rất là vip luôn anh em ơi. Xòe chơi cánh luôn này. Đẹp không anh em? Minon siêu vip luôn anh em nhé. Đấy, con Minon này siêu vip luôn anh em ạ. Đấy, ra giọng hot này. Các bác nhìn đầu mặt nó này, cực đẹp luôn các nhá. Thì chúng ta nuôi những chú họa Minon này, đặc biệt là những bác nào thích chim thuần thì đây các nhá. Hoặc là anh em có thể mang về xích chân nó thì cực kỳ là đẹp. Xòe này anh em ơi, con này xòe. Cánh rất là nhạy này nha. Nhà anh em nào mà ít chim chơi những chú Minon này rất là tuyệt vời anh ạ. Về bản thân con chim á, ui nó xòe vip chưa này. Đứng đứng con cái này. Căng ghê anh em ơi. Con chim ở trong lồng kia còn sợ nó anh em ạ. Con chim ở trong lồng kia còn sợ nó nhá. Con loại Minon này á, mở cửa nó còn chả bay anh em ơi. Một lần em gãi được đấy, nhưng mà cứ quay video này là nhiều khi nó không hợp tác anh em. Cực kỳ là thuần luôn đấy. Anh em nào thích chú họa Minon này thì chúng ta có thể nuôi nhá. Thì họa Minon này nó rất là thuần và rất là dễ chơi. Em thử mang ra đây treo nhé các bác nhá. Mang đây treo, kiếm một con chim gì đó em treo xem có con nào hot không. Đây. Đấy, chẳng. Đây, nó hot này anh em này. Đây. Đấy, hot này.
Đấy, các bác thấy không? Họ mi non nhưng giọng rất là hay luôn anh em nhá. Cái dòng này thì nó thật sự anh em là nó tự biết học giọng anh em ạ. Chúng ta không cần phải luyện giọng quá nhiều. Đại khái là như anh em ở trên bản thì anh em có thể hay sách đi chợ thì nó có thể là nghe con nọ con kia thì nó học được thêm nhiều giọng hơn nữa. Nhưng mà bản thân con, bất cứ một con chim nào nó đều có cái bản năng của nó anh em ạ. Đấy, các bác thấy không? Hót đi em. Đấy, em review cho anh em xem một chú chim họa mi non coi nhá. Lát nữa em sẽ lấy một con chim căng khác để em sẽ giới thiệu cho anh em. Đấy. Nếu mà nhà anh em mà ít chim nhá, những chú chim này nuôi cực kỳ dễ luôn. Nghe nó hót đi. Đứng gì cơ em, đứng gì quay con chim cho nó hót cho anh em xem. Đấy nha, họa mi non chơi rất là hay anh em nhá. Thì cái cách chăm của một chú họa mi non này như nào? Thì thực ra thì nó cũng chẳng có cái gì quá là khó đâu anh em ạ. Với những chú chim họa mi non này, nếu như những chú họa mi đại khái như này anh em nhá, nếu như anh em về anh em có mái thì anh em sẽ ốp mái với nó. Còn nếu mà không có mái thì anh em có thể là dùng cách đó là chơi với nó thường xuyên, bằng cách là chúng ta có thể là bón sâu, bón dế và bón những con côn trùng khác hoặc là những cái loài thức ăn mà nó thích ăn anh em ạ. Anh em bón cho nó ăn. Còn nếu không ấy thì anh em ủ nó lại và mở áo chữ A và chúng ta cứ tắm rửa cho nó đều đặn hàng ngày. Đến một ngày nào đó rất là không xa đâu thì nó khi mà mình mở áo lồng ra thì con chim nó bắt đầu búng cánh. Có hiện tượng búng cánh nha anh em nhá. Có nghĩa là nuôi là hiện tượng búng cánh nó có nghĩa là sao nó lại búng cánh, bởi vì là lúc này nó có cái hiện tượng là muốn chào mình anh em ạ. Muốn chào mình hoặc là thấy mình ấy là nó rất là mừng. Thì lúc này nó con chim của anh em bắt đầu có lửa, nó giống như con này của em. Đấy. Đây là nó hót chưa căng anh em nhá, còn ở nhà ông kia ấy, buổi sáng treo ra nó hót đúng như một con chim thuần luôn anh em ạ. À chim già rừng luôn anh em nhá. Mấy phút rồi em? Em thử lấy một con sâu bón cho ăn cho các bác xem nhá. Đây bằng cách bón mình như này. Cái cách bón nó thì rất là đơn giản luôn anh em ạ. Đây là sâu này anh em này. Đây là sâu quy anh em nhá. Đây các bác nhìn này. Ai yêu không các bác? Rất là yêu đúng không? Đây. Bón cho một chú chim họa mi non này. Cũng cảm giác cũng rất là thích anh em ạ. Khi mà mình chơi với những chú chim họa mi thuần này, nó rất là nhiều anh em mà cái không gian nhà mình nó không cho phép ấy, nó chật chội ấy, thì anh em chơi những chú họa mi này thì nó là điều rất là tuyệt vời anh em nhé. Ăn đến lúc chắc no chẳng muốn ăn đấy. Ăn đi ăn đi. Vì bởi bản chất ra con chim họa này, nó họa mi này, ông anh ông đang sử dụng sản phẩm cám nha em ấy, nên là con chim này nó đang quá trình xuống lông, nhưng mà nó ăn rất là ít anh em ạ. Bởi vì là nó ăn cái sản phẩm cám như em thì nó cũng đủ chất ấy, nên là con chim nó cũng ít ăn thôi. Nhưng mà chắc là lâu lâu ông ấy chả cho ăn mồi tươi bao giờ hay sao ấy. Đấy. Một người anh ở trên vùng cao đã nhượng lại cho các bác nhá. Đấy các bác nhá, đây là cái con chim này thì hôm nay thật ra là em cũng rảnh rỗi, em mang ra em chơi với nó anh em ạ. Thì cũng làm cái video chia sẻ với anh em về chú chim non thôi. Nếu anh em nào có hứng thú chơi họa mi non thì nó như thế này thôi, như đơn giản anh em ạ. Nhưng mà mình cứ rỗi rãi mình mang nó ra mình chơi vào mỗi buổi chiều hoặc mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi trưa mình đi làm về thì nó rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể thả ra nhá. Thì để cho anh em vui hơn nữa thì em sẽ ghép cái đoạn clip mà ông anh ông thả ra ở trong nhà ông ấy để cho anh em xem nhá anh em nhá. Còn thực ra thì thả nó cũng chẳng đi đâu anh em ơi, đây này. Thả nó có đi đâu. Nó chim non này đấy, nó còn mổ tay mình ấy chứ. Nó thật sự anh em là vậy. Thì trên đây là cái clip mà em làm về chú họa mi non này. Thì em cũng rất là vui khi mà mua được chú họa mi non này. Thì anh em nào mà thích những chú họa mi non này thì anh em có thể là sưu tầm những con họa mi con. Thì chúng ta sẽ nuôi dần dần sẽ có những chú họa mi như này. Và nó hot cũng không kém những chú họa mi thuần đâu anh em ạ. Đấy, còn bây giờ thì em cũng xin phép là
dừng video đây. Anh em nào thấy cái video này hay thì cho em xin mỗi người một like, một đăng ký kênh, và em sẽ up cái video ở nhà ông anh Thả cho các bác xem coi nhá. Xin chào anh em.